Những hiện vật do ông Hoàng Thế Yên sưu tầm từ hàng chục năm qua, chủ yếu đều là những đồ gốm sứ tìm được ở bến cái làng. Từ các vật dụng sinh hoạt như ấm chén, bát đĩa, bình, lọ, đến các loại gạch, tượng đất nung được trang trí trong các công trình kiến trúc cổ tại đây. Trong đó có nhiều hiện vật còn khá nguyên vẹn của các triều đại nhà Lý, Trần và Lê. Nhiều nhất là đồ gốm sứ thời Lý Trần. Tất cả những cái đồ khi sóng gió đấy, thì nó bị vỡ, nó va chạm nhau, nó bị sóng sóc vỡ thì người ta vào thương cảm. Những cái thứ vỡ người ta vẫn nên. Ngày nay đấy, những lớp lớp, những cái lớp sành tức là còn tồn tại, đó là những cái minh chứng về lịch sử. Thì trong cái thời Lý Trần thì hiện vật rất nhiều. Đấy, và cả những cái thời Đông Hán, nó ăn với cái độ sâu của nó bờ bến ấy, thì khoảng có độ 2m3. Cái hiện vật này là của triều Trần. Trong đó thì những đường hoa văn của nó, những cái hình trang trí này của triều Trần. Cùng với các hiện vật gốm sứ thể hiện những nét hoa văn chạm khắc rất đặc trưng của các triều đại Việt Nam, còn có một số lượng lớn các đồ gốm sứ của Trung Quốc thể hiện sự giao thương sầm uất của cư dân thương cảng với các nước phương Bắc. Ngoài ra, trong bộ sưu tập của ông Yên còn có các loại tiền cổ sử dụng trong quá trình giao thương tại thương cảng Vân Đồn. Đặc biệt có cả tiền ngũ thù, một loại tiền tệ đặc trưng của Trung Quốc. Cái đồng tiền của triều Nguyễn thì ta nhìn thấy ta biết ngay. Cái thứ nhất là lỗ của nó bé. Điểm thứ hai, căn cứ vào những cái chữ này, ta mang với cái quyển tức là tiền cổ thì ta khẳng định đồng tiền này của thời nào. Đây là những đồng tiền ngũ thù, nó có từ năm 105 cho đến 220 thời Hán Bối. Đồng tiền này lưu trữ đến cả thời Đường nữa. Đây là những đồng tiền của nó. Đấy, chữ ngũ của nó còn rất rõ. Nếu có nhà mà rõ thì chỉ nho người ta nhìn thấy đồng tiền ngũ thù. Cái đĩa này đĩa triều Nguyên. Triều nhà Nguyên tức là nhà Minh ấy. Đây là cái bát của thời Đường Hán. Trông rất thô sơ. Và ta nhìn ta cảm thấy như thế rất cổ đại. Bộ sưu tầm các hiện vật cổ của ông Yên đã cho chúng ta thấy rõ nét hơn bức tranh thương cảng cổ Vân Đồn khi xưa. Những hiện vật này là những minh chứng khẳng định bến cái làng chính là nơi giao thương buôn bán sầm uất nhất và cũng là nơi cư dân thương cảng cổ Vân Đồn sinh sống trong suốt giai đoạn phát triển rực rỡ của thương cảng.